Vâng, xin chào mọi người. Nếu mọi người đang muốn mua một chiếc loa nhỏ gọn, âm thanh hay, chúng ta vừa đủ chơi trong nhà, chơi ngoài trời không gian yên tĩnh mà không ảnh hưởng mọi người hàng xóm xung quanh. Đó. Cái thứ hai là cái loa nó nhỏ gọn để chúng ta dễ đem đi chơi. Thì có thể Arknot đang là lựa chọn tối ưu cho chúng ta. Và chúng ta mua loa Arknot ở đâu để chúng ta có thể an tâm và tin tưởng? Chắc chắn mọi người, Gula sẽ là sự lựa chọn tối ưu cho chúng ta vì bốn nguyên nhân sau. Thứ nhất, khi mọi người mua loa Arknot tại Gula thì chắc chắn là hàng chính hãng. Đây, Arknot là đại lý bán hàng chính hãng của công ty Sơn Ca. Và thứ hai, đương nhiên là mọi người mua tại Gula sẽ có một mức giá ưu đãi và mức giá tốt cho chúng ta vì mình có được số lượng nhiều. Thì ngày hôm nay mình sẽ sẵn hàng về thì mình sẽ show cho mọi người xem luôn những cái mẫu loa ở đây. Và không phải mẫu nào mình cũng bán, mình chỉ bán chuyên những dòng loa nhỏ gọn và âm thanh hay thôi. Ok. Và thứ ba đó mọi người, thứ ba là dịch vụ hậu mãi. Chúng ta có thể yên tâm như sau: trong vòng 1 tháng nếu lỗi là một, đổi nguyên thùng nguyên kiện mới chúng ta. Và loa sau khi đổi nó sẽ giống y như loa chúng ta mua mới. Lý do vì sao? Tại vì loa của công ty Sơn Ca thì nó có số máy ở ngoài thùng, cũng như là số máy trên phiếu bảo hành, cũng như là số máy dán ở trên cái loa, nó là một chứ không phải là thùng rau ông nọ cắm cằm bà kia nha. Đó. Còn trong vòng 12 tháng cả về pin, cả về loa, cả về micro thì Gula sẽ bảo hành tận nhà chúng ta tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta không cần phải đem đi đâu hết. Và phần thứ tư, chắc chắn hiện tại những cái dòng loa trên thị trường nó rất là lung tung mẫu và mỗi mẫu nó có mỗi cái tính chất, cái đặc điểm nó khác nhau. Nên là mình, chính bản thân mình luôn, là người trực tiếp đi lắp loa cũng như đi lắp loa rồi chia sẻ cho mọi người, giới thiệu cho mọi người, thì cái tâm tư nguyện vọng của khách hàng mình hiểu được điều đó, là ai cần nhu cầu gì thì khi mình nói chuyện mình sẽ tư vấn cho mọi người được cái mẫu loa nó đúng ý của chúng ta và vừa cái đồng tiền chúng ta bỏ ra. Nhiều lúc nó cũng không bị phí mà cũng không bị dư. Đó, đó là những cái nguyên nhân Gula có thể là sự lựa chọn tối ưu để mọi người có thể mua những dòng loa Arknot để chúng ta có thể an tâm và tin tưởng. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người vài dòng mà mình cảm thấy ok tại thời điểm hiện tại nha. Bây giờ là tháng 3 năm 2021. Những dòng nhỏ nhất như sau mọi người. Hiện tại thì Arknot chỉ ra dòng nhỏ này, nó có là dòng 361S và 361MS. Cái giá luôn mọi người, 361S là 4.950.000 đồng, 361MS là 7.550.000 đồng. Đấy. Rồi. Cái thứ hai ấy, mọi người, ở phân khúc giá cao hơn một xíu, đó là dòng CS445 và dòng KSNET445. Đây, đây là dòng giá rẻ hơn của dòng 450 nha mọi người. Này, dòng 445. Cái thứ ba á mọi người, đó là dòng CS450 và KSNET450. Thì mọi người có thể để ý, dòng CS á là nó đại diện cho có ứng dụng cloud karaoke. Đó, còn cái nét là nó có thêm đầu karaoke để chúng ta đưa hình ảnh lên TV. Thì ở đây mình nói sơ cho mọi người luôn ha. Dòng cái sự khác nhau giữa dòng CS445 và cái nét 450 cũng là cái sự khác nhau của dòng CS450 và cái nét 450 luôn, ở cái đầu karaoke. Thì cái đầu karaoke nó cho chúng ta được những điều gì? Thứ nhất á là chúng ta có sẵn một cái đầu karaoke 6 số giống như đầu karaoke của Tiến Đạt nè, California, hoặc là Sơn Ca, hoặc là Arirang ngày xưa đó mọi người. Nó có mấy chục ngàn bài hát của đầu 6 số ngày xưa đó. Đó. Và thứ hai là đầu Android 4K. Đầu Android thì mọi người giống như là bình thường chúng ta có một cái TV thường. Thì bây giờ chúng ta mua một cái đầu karaoke khoảng cái đầu Android đó khoảng 1 triệu mấy á, chúng ta lại bắt được wifi, chúng ta lại xem phim, rồi chúng ta xem vào YouTube được. Thì cái đầu karaoke này cũng vậy, nó kết hợp hai đầu này lại, nó đưa hình ảnh lên TV. Thì khi đó nó tiện lợi hơn một cái là chúng ta không bị quảng cáo. Bình thường chúng ta xem TV thì chúng ta đang nghe nhạc quảng cáo, hoặc đang hát karaoke hết bài nó quảng cáo. Còn cái đầu karaoke của Arknot thì nó không bị quảng cáo. Đó là cái thứ nhất ha. Cái thứ hai là chúng ta có thể chọn được nhiều cái điện thoại. Ví dụ mình cái, mẹ mình cái, ba mình cái, người yêu mình cái, thì mỗi người có một cái điện thoại riêng và chọn người vào cái danh sách chung. Cái ai chọn trước là nó sẽ vô bài đó trước, ai chọn sau nó sẽ tự vào sau. Chứ không phải như YouTube là cứ hết bài chúng ta phải chọn lại, hết bài chúng ta phải chọn lại. Đó. Cái thứ ba là trong cái đầu karaoke đó nó có khoảng 15.000 bài hát của hãng Sơn Ca, thì họ đã làm sẵn rồi. Đó. Và nếu chúng ta không có mạng ở những nơi mạng yếu, hoặc là có nhiều anh á đi trên xà lan, trên tàu thuyền và đi di chuyển nhiều nơi, người nó không có mạng và mạng yếu, thì chúng ta có thể hát sẵn nó luôn mà không cần mạng luôn. Có thể kết nối được khoảng 8 cái điện thoại để chúng ta hát offline nha. Đó. Và có thêm một cái remote chuột bay để chúng ta có thể chọn bài hát bằng giọng nói. Đó là những điều tiện lợi hơn nha mọi người. Ở cái dòng là KSNET đó, là nó có những cái chức năng như vậy. Còn nếu chúng ta thật sự cũng không có cần chức năng này mà chúng ta cần xài điện thoại không,
thì chúng ta mua cái dòng cái nến nó lại hơi uổng, chúng ta có thể tham khảo dòng CS đã tiết kiệm hơn chi phí cho chúng ta. Ok, và kế tiếp là dòng 550 mọi người nè. Đó, dòng 550 thì mình cũng, này là ai cần nhỏ gọn đẹp nhưng mà to hơn dòng 450 mà cái kích thước nó to gấp đôi dòng 450 rồi mọi người. Đó thì mình cũng chưa, trong tất cả các dòng thì mình cũng chưa ân dòng này lắm, mà mình ân hơn ở một dòng đó mọi người, đó là dòng KDNS 3011. Rất là tiếc dòng này thì mình nghe bên anh Hoàng, bên giám đốc của công ty Sơn Ca nói là mẫu này cũng gần hết rồi và bên hãng cũng không có sản xuất nữa, mình chỉ còn một số lượng ít thôi. Đây là dòng KDNS 3011 mọi người. Theo mình đánh giá là mẫu này âm thanh nó rất là hay, hay hơn rất nhiều so với những dòng khác và những mẫu loa kéo luôn, tại vì nó xài bằng mạch âm ly nha mọi người. Này đó, và nó tạo ra âm thanh hay, hay hơn rất nhiều đó, so với những cái dòng loa khác, nhưng mà nó chỉ xài được điện thôi mọi người, còn nó không xài bình. Tại vì cái lý do á, bình thường mọi người, những cái loa nó xài mạch class D thì nó tốn nhiên liệu ít, nhưng mà còn cái này nó xài mạch âm ly 10 sò nên nó tốn cái năng lượng điện rất là nhiều, nên bình vô thì nó rất là nhanh hết, nên là hãng không có làm được. Nhưng mà mẫu này thì trên thị trường nếu chúng ta nhìn qua thì chúng ta không ưa chuộng lắm, nhưng mà riêng bản thân mình thì mình thấy dòng này rất hay đó, hay hơn dòng 550 luôn đó mọi người. Ok, đó là những cái điều mình cảm thấy, mình biết được và mình chia sẻ cho mọi người ha. Rồi, nãy mình quên báo giá nha. Dòng CS 450 là 7.3 triệu, KSNet 450 là 9.3 triệu, KSNet 445 là 6.6 triệu, CS 445 là 5.750 triệu. Đó, ok. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều đã quan tâm theo dõi video. Nếu mọi người thấy video hay, nhớ nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video về những dòng loa âm thanh hay nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.